Xin chào cả lớp. Video này Trần Khánh Sướng dẫn các bạn nào mà mới học nhạc, cũng có thể là các bạn, những bạn mà học lâu năm mà chúng ta yếu về nhịp á. Rồi bây giờ cách mình vào nhịp như thế nào, cũng như là mình tập mình nghe cái phách chỗ nào phách mạnh phách nhẹ như thế nào á, sao đó ha. Thì vậy nè, chung quy là các bạn phải hiểu vấn đề đó là cái nhịp á, là cái thường thường là nó giống như là cái bản năng mà cái bẩm sinh á. Thì thường thường các bạn, người nào có nhịp là người sẽ có nhịp, nhưng người không có nhịp á, thì chúng ta tập nó cũng không có đâu, nó đỡ thôi chứ cũng có lúc đập đó. Thì xác định là một vấn đề là nếu mà cái ai có nhịp thì thuộc dạng là có khiếu, và nếu các bạn nào bản năng mà chúng ta không có nhịp rồi á thì coi như là có thể là không có khiếu, vọng tới khiếu chúng ta có nhưng mà dạng như là chúng ta chưa được trao dồi rèn luyện ha. Rồi thì đây á, mình sẽ hướng dẫn các bạn, nếu như các bạn nào có thể là các bạn hơi yếu nhịp, còn các bạn nào không có nhịp thì chúng ta tập coi chúng ta có nhịp được hay không, hoặc nó hơi yếu nhịp chúng ta sẽ lấy lại được nhịp cho nó chắc hơn ha. Rồi còn cái nào mà nếu mà đã không có khiếu, không có nhịp rồi, có tập cách mấy đi nữa thì được vài ba cái rồi chúng ta cũng sẽ trật tiếp thôi, hai cái đó là gọi là không có khiếu rồi ha. Bây giờ mình lấy ví dụ, các bạn cứ tập cho mình lấy một cái điệu, cái điệu beat nào cơ bản trong đàn ha. Còn không á, không thì bây giờ thôi các bạn cứ lấy cái điệu rumba hay bolero gì cũng được để chúng ta nghe nhịp, tại những cái bài hát, những bài hát rơi vào cái này nhịp này rất là nhiều. Thì các bạn cứ lấy cái nhịp đi. Rồi ở đây mình chỉnh tempo là 80. Rồi lấy nhịp ha, đây là điệu bolero. Rồi các bạn nghe nè. Thông thường những cái đàn nhỏ, cái đàn lớn thì không biết, nhưng mà thông thường á, trong cái đàn của các bạn, nếu cái đàn nhỏ thì hay chớp số 1, 2, 3, 4 và ông thôi là 5 cái khía, 5 cái mũi tên, và một cái mũi tên lớn ở đây, rồi ba cái mũi tên nhỏ, có nghĩa là phách 1, phách 2, phách 3, phách 4, lúc nào nó cũng có 4 phách ha, tùy theo cái đàn mà nó có cái dấu hiệu nhận biết khác nhau. Thì các bạn nhìn á, nếu mà ở đây thì dòng Yamaha ở đây thì nó chớp những cái dòng là cao cấp á, thì nó chớp 1, 2, 3, 4. Thì các bạn nghe, ban đầu chúng ta chưa biết nghe được, nghe chung là phách 1, phách 2, phách 3, phách 4. Thì chúng ta nhìn nó chớp 1, 2, 3, 4 ha. Thì đây nó chớp nè, 1, 2, 3, 4, 1, 2, nó chớp, mình nhìn theo cái chớp ha. Sau đó chúng ta nhìn cái chớp rồi sau đó chúng ta nghe cái tai, nghe cái nhịp như thế nào. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rồi, ok. Sau đó các bạn thử, chúng ta dỗ tay. Các bạn thử dỗ tay trước ha. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dỗ tay đều và đúng ngay phách 1, 2, 3, 4 ha các bạn ha. 1, 2, 3, 4. Ngay chớp chớp, 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 chớp. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 1, số 2. Rồi, sau đó nếu mà ok rồi ha, thì các bạn sẽ chuyển xuống cái chân chúng ta nhịp ha. 1, 2, cái chân chúng ta đạp nhịp. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đều nhịp 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Các bạn nhớ nhịp là nhịp chúng ta nhịp chân phải nha. Rồi, vì sao phải nhịp chân phải? Bởi vì chân trái nếu mà nhịp thì cũng nghĩa là những cái nhịp ở vị trí mà nghịch phách ha. Rồi, bây giờ tóm lại là nãy chúng ta tập nghe được, nghe cái số chúng ta đánh được nhịp cái tay, vỗ tay rồi đúng không, tập được cái nhịp vỗ tay. Sau đó các bạn nhịp xuống nhịp chân ha. 1 2 3 4. Rồi sau đó chúng ta, khi mà chúng ta nhịp quen rồi, bây giờ các bạn tập tới cái vấn đề là nếu mình chúng ta không nhịp chân, không nhịp tay, thì chúng ta tập nghe cái lỗ tai ha, tập nghe. Tại vì đôi khi những cái bài hát mà có những cái tiết tấu mà gọi là khi mà chúng ta quen chơi rồi á, thì các bạn phải tập tới cái vấn đề là chúng ta nghe được cái nhịp. Chúng đàn chúng ta còn không thể nào chúng ta chơi mà lâu dài mà chúng ta ngồi đó chúng ta đếm 1 2 3 4 được cả, mà chúng ta nghe cho nó quen nè. Bụp 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 bụp. Thường thường á, cái phách mạnh nó sẽ nghe cái bụp, nó sẽ lớn nhất các bạn nhé ha. Bụp, đúng không, cái đó là lớn nhất á. Bụp tách, bụp bụp tách, sẽ mạnh lên các phách còn lại ha. Cái mạch phách 1 nó chính là cái nhịp chính, là ngay cái nhịp đó. Nhịp 2 3 4
cái phết một là coi như là chúng ta dòng về đó là một nhịp ha. Rồi bây giờ các bạn nghe được ha, tập nghe quê ha. Nè, một tách 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 bập, trong đó nó có tơ rớt thích thích nhịp cãi cãi đó, không quan trọng, quan trọng là cái những cái chỗ nào mà cái trọng tâm thôi. Tách 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 bập tách bập bập tách bập tách bập bập tách bập tách bập bập, nghe cho bập bập với lại cái chữ tà ba đó. Tà ba thì cái chỗ đó thì nó hơi nhẹ, nó hơi 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 nhỏ hơn cái chỗ phát màu chút xíu ha. Nó cũng có thể được các bạn nghe cảm giác giống như bập chát bập chát bập vậy đó, bập chát bập bập chát bập chát bập bập chát bập chát bập bập chát bập chát bập bập chát. Một hai ba bốn, một hai ba bốn, một hai ba bốn, một hai ba bốn, một hai ba bốn. Phương pháp này là giúp cho các bạn nghe quen cái nhịp á, là chúng ta phải biết cái chỗ nào chỗ nào để người ta nói ừ, có những cái câu người đó cái giai điệu đàn cái chỗ đó phải xuống ngay phách mạnh à, phách mạnh là phách một. Chúng ta sẽ biết quyển chuyện của cái giai điệu và cái đi tới cái nhịp là sao. Tự nhiên không phải là đơn giản, không phải là đơn giản rồi tất cả cái gì cũng có hết, đặc biệt về nhịp các bạn cứ sai nhưng mà chúng ta, nhưng mà ít nhất các bạn phải nghe và chúng tôi quen, tôi cả cảm nhận được cái phách một, đặc biệt là phách một nha. Phách một chúng tôi cảm được chỗ đó là cái ngay rồi nó là ngay ngay nhịp đó. Tập phải nghe được nha. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. Nếu các bạn không nhận ra được cái chỗ phát đó là phát 1 thì ok. À, không có cách nào mà chúng ta tập nhịp được hết. Các bạn lưu ý nha. Cố gắng cách nào bằng cách nào bằng phương pháp như thế nào, tập luyện như thế nào không biết, nhưng mà cả phải cố bằng được, phải nghe được phát 1. Thì này, nếu nãy nào Trần Khánh có nói với mọi người đó, có nghĩa là nghe được phách một bằng cách sao? Thì trước khi chúng ta khi mà bắt đầu chúng ta nghe không được thì chúng ta nhìn số chớp ha, nhìn số chớp rồi sau đó chúng ta dở tay coi nghe cái phách phách đó, rồi các bạn mới đầu đó ha, một thì nghe ngang một cái mình dở tay mạnh xíu, một đó, từ từ chúng ta quen nè, không phải tự nhiên là được, phải từ từ rồi xong cái nhịp chân nè, nè nhịp 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 đó, ngay cái phách mạnh chúng ta giảm mạnh hơn tí xíu, bực tách 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 bực đó, ngay cái phách mạnh chúng ta đã chân rồi chứ. Các bạn lưu ý à, khi mà chúng ta yếu nhịp á, cái chân chúng ta hay không có cảm giác, có nghĩa là chúng ta tôi nhấn á, chúng ta đạp á, nó không có đúng cái ngay cái phách đó, nó chạy loạn xạ nhiều cái đợt vô cái nó loạn xạ cái chân nhịp nhịp cùm lum á, nó không có theo cái ý của các bạn, cho nên á là cái này các bạn phải tập chịu khó tập từ từ nha, để xác định cố tình tập cố tình chúng ta tập nhịp được nhịp thì phải tập từ kỹ lưỡng khó ha. Rồi vừa rồi mình demo cái đó là cái điệu để đi bolero đi ha. Trường hợp thứ mình nghe cái điệu khác thì sao, cỡ nào cũng phải ráng nghe cho được. Giờ lên phải khá ha, hay đây mình lấy cái điệu cái điệu rumba, chuyển qua rumba nha. Bực chất 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 bực chất về cái trong mỗi bài hát á, thì cái khi mà cái câu đầu tiên nó vô và câu thứ hai tất cả các câu hoặc tất cả các bài hát và các câu của những bài hát khác nhau thì nó không có cái nào bài nào giống bài nào hết, cho nên các bạn đừng có nghĩ là bài hát là đầu tiên là chúng ta vô ngay phách nào, không xác định được nha. Tùy bài, có bài vô ngay phách 1, phách 2, phách 3, phách 4, giữa 1 với 2 với 3 không có bất kỳ, cái đó mình không có nói được ha. Cho nên là tập quan trọng là chúng ta nghe được phách 1, phách 2, phách 3, phách 4, quay lại phách 1, đặc biệt lưu ý phách 1 phải nghe cho được. Nếu không nghe được các bạn lưu ý là không thiếu, không tập luyện nguyện, không tập nhịp được rồi thôi ok, là không có tập luyện gì nữa đâu ha. Rồi cố gắng tập được nhịp. Rồi. Ví dụ mà tất cả những các bạn nào mà mới đi học đàn á, thì ở tất cả các trung tâm gì thầy cô cũng chỉ các bạn đầu tiên là cái nhịp à, chúng ta phát biểu ở đâu cũng vậy, đi học là đầu tiên, cái bước đầu tiên thì cái việc luyện ngón học nốt thì không nói, nhưng khi mà đàn vào bất kỳ một cái giai điệu thực tập cái gì đó thì cũng bắt đầu từ nhịp chân hết ha. Các bạn lưu ý ha, cái này là cái tiêu chí đầu tiên, các bạn đừng có nản. Thông thường mà vô trung tâm bạn thấy ở tập gì nè,
thì đa số những các bạn mà lớn tuổi thì các bạn hay bị nản do là phải tập từng nhịp 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 nè. Nhưng mà các bạn không biết đâu, cái nhịp mà khi các bạn không tập được, không làm được cái nhịp, không đúng nhịp rồi thì chúng ta chơi cái gì cũng không được ha, không được chơi cái gì nó cũng không được đó ha. Cho nên vì sao phải học nhịp? Mà có những bạn bẩm sinh, ví dụ cái bài hát đó các bạn không tập nhịp, nhưng mà các bạn bạn biết hát, bạn biết nhịp rồi, không tập nhịp nhưng bản chất là bản năng là chúng ta có nhịp á, là chúng ta có thể hát hay là đàn theo là ok, nó vẫn đúng chứ không phải là sai. Nhưng mà cái cơ bản chúng ta để tập nhịp để gì? Để cho những cái bạn nào mà yếu nhịp hoặc thôi chưa biết căn bản về nhịp, hiểu về nhịp. Còn cái đó thì kiểu các bạn là cái kiểu mì ăn liền, chúng ta có thể hát được và chúng ta sẽ đàn được, cái đó là khác nha nha. Rồi bây giờ nghe lại cái này ha. 1 2 tách tách tách, không biết phải nghe được, phải nghe được cái đó. 1 2 3 tốt rồi, ok rồi. Vậy mình lấy cái điều khác ha. Nhớ lưu ý là phách một lúc nào nó cũng là phách một, phách các bạn nghe cái bực nó lớn hơn những cái thứ còn lại ha, các phách còn lại. Rồi vẫn nghe bình thường vậy nè, cảm nhận được cái nhịp nó, cái phách một làm đâu bực chết bực bực chết bực chết bực bực chết bực chết bực bực chết bực, chắc chắn là cái bực này ha. 1 2 3 4 bực bực, đúng không? Thì đó là cái bực đó. Đó mình không có câu, mình không có xem phách, không có xem gì hết, mình cảm nhận thôi. Rồi, chúng ta tính vô. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Tèn 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 ta đen ta đen tèn 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 ta đen ta đen tèn 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 một ta đen ta đen một tèn 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 ta đen ta đan tăng ta đan tăng tăng ta đan ta đan tăng, ok đó, ok ha. Lấy một điều khác ha, một điều khác cho chúng ta cảm giác cha cha đã. Mình lấy cái điều khác, ví dụ mình lấy điều ok Vasilova thử đi. Trống không, chỉ cần nghe trống, chủ yếu là các bạn nghe tin trống đó. Cái nào lớn hơn cái những cái còn lại không? Bạn nhận ra thì diễn được không? Đúng không? Cái bập đó không? Bập, 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 đúng không? Biết thường thường thông thường thôi chứ không phải là cái nào cũng cũng như nhau nha. Là các bạn nghe cái bập á, mà ngay chỗ đó có một cái bập thôi. Còn mà cái chỗ nào mà bập bập á, thường thường nó hay nằm ngay chỗ mà tà ba lắm, tức là nó giữa hai và ngay ba. Thông thường bạn nghe nè, bập tách bùm bập tách bập tách bập bập tách bập tách bập bập, đúng không? Tách bập thì cái phách một thường thường nó rơi ngay chỗ cái một tiếng bập thôi. Bập tách bập bập, cái bập bập hay nó hay rơi vào ngay chỗ tà ba. 1 2 tà 3 4 1 2 tà 3 4 1 2 tà 3, thông thường nó như vậy. Các bạn chú ý ha. Rồi rồi, ví dụ mình nãy giờ mình toàn là nhịp 4 4 thôi mà, bây giờ có điều thứ dựng cái nhịp 3 4 hay sao? Rồi nghe này, đây điều van rồi, nghe có bập chưa, nghe cái bập ha. Đã bập
đó mình nghe được cái bực. Bài điệu pha là nó có ba nhịp, ba phát thôi, cho nên nghe nè, bập tóc tóc, bập tóc tóc, bập tóc tóc, đúng không? Bập chất chất, cái tiếng chất chất còn lại nó khác cái bập bập chất chất, bập chất chất, bập chất chất. Ok, nghe được một ha, 1 2 3, một không có bốn nha, 3 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Rồi ok ha, để mình điểm cái khác ha. Có một cái điều tôi nói khó là cái điều bất tâm. Hơi khó nhịp. Nhưng mà chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn nghe được cái phách một là ok. Nghe cái bộ bập không? Đó, bập bập ra. Ok ha. Ok. Đúng không? Rồi. 1 2 3 3 1 2 3. Rõ ràng nó rõ ràng, nó tách tách đó, mình nghe tiếng, mình nghe cái âm thanh, mình nghe tiếng mình quen à. Đó. Bật nghe. Tách nghe. Rồi cái này là phương pháp giúp các bạn nghe được phách một ha. Rồi. Cái bập chỗ nào mà nó đứng riêng lẻ một mình đó. Chơi đó là điệu siêu rock, ok ha, này tôi quên điệu siêu rock. Siêu rock là một những điệu mình chúng ta nghe cũng khó chơi ha. Nhưng mà trong tin nghe được cái bực và nghe được phát mộng là chúng ta ổn ha. Là thử ha. Nghe bực rất là đơn giản đó, không có gì khó. Tự nghe thử ha. Tách, bực. Cái nào mà bực nó đứng lẻ loi một mình đó là chắc chắn phách một, còn bập bập thì nó hay nằm ở phách ba, và lưu ý ha, bập chất bập bập. Rồi nghe đơn giản ha, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1. Cái này mình tập nghe chắc bao cho các bạn nghe 1 2 3 4 của nó thôi, chứ thực chất cái siêu rất chúng ta không điếm như vậy đâu. Các bạn điếm như này, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1. Chúng ta đếm như vậy mới đúng. Tên nhịp đó là 6 8 ha. Ở đây do người ta phân ra là 2 4 với 4 4. 2 4 là cái kiểu như là 6 8,
rút ngắn lại, còn 44 giống như là 12, 12 8 vậy đó. Đơn giản đúng không? Rồi. Cái bật chất nó nghe rất là rõ, thường thường tất cả cái nhịp gì không biết, nhưng mà trong cái bật cái chất nó nghe rất rõ, cái bật chắc chắn là 1.1, 2 là 2, ngay chỗ phát 3 thôi, chứ nó rơi vào phát nào là khác lắm. Cho nên á, lại các bạn khi mà nghe, tập nghe lỗ tai chúng ta nghe quen ha. Lúc nào ngay chỗ cái phát mạnh nó có nghe bật đó, nó không có bây giờ nghe cái mạnh chỗ 1 mà nó cứ chắc được á, có lưu ý ha, nhịp nó không có như vậy. Ok rồi ha. Dạ, bây giờ mình thử qua cái điều siêu lựa sạc nha ha. Ok ha. Sư qua nè, rumba buro, surop rồi, cha cha rồi ha. Tại mình có một cái nữa, cái điệu căn bản nó cũng dễ nghe, nó cái điệu là disco đi ha. Disco, disco thay được những điệu sôi động ha. Các bạn cứ nghe như vậy là được rồi. Đó, disco căn bản thì nó cũng vậy đó. Bật chết, bật chết, bật chết, bật chết. Nó có hai phiên, hai phiên nha. Bật chết. Chất thôi, nó đơn giản nha, cứ 1, 3 nó coi như giống như là cơ nghe phát mạnh luôn. Thì mình lấy cái đoạn thì nó top đấy, tức là mọi điều nó sẽ tiết tấu khác nhau nhưng mà nó không thay đổi gì nhiều về cái bậc. Bật chất
tập nghe quen rồi đó, cái gì phong phong như đó thôi, không có gì nữa đâu đó. Lát nha. Chưa quen thì các bạn nhìn số là chắc chắn không sai đi đâu được, nhìn số chắc chắn không sai, nhưng khi mà nhìn số chúng ta là quen nhìn số rồi, sau đó chúng ta nghe nghe được lời ta ha. Để chúng ta muốn chơi âm nhạc lâu dài chúng ta phải nghe được cái nhịp, còn ngoài ra còn chúng ta còn điếm phách là chúng ta không có đàn được. Các bạn còn tính phách thì nếu mình phách là dạng như các bạn đơn giản vô một, ví dụ tà một mà hai ba tà bốn ba đơn giản, ví dụ vậy thì chúng ta còn đàn được chứ sao mà đàn được. Làm nhanh quá nó lui nó không nghe được, tại vì một khách của nó chứa rất có nhiều nốt, cho nên là chúng ta cái phân công một cái nhiệm vụ đó là chúng ta phân những cái khúc nào để chúng ta dồn những nốt chỗ đó những cái đàn cho nó dễ hơn ha. Yeah. Ok ha, vậy là cách là hướng dẫn mọi người về cách nghe nhịp nha, chúng ta phải tập từ từ. Nếu chúng ta nghe chưa được á, bây giờ chúng ta phải tập lại, chúng ta nhìn số, đạp chân rồi đàn từ từ, tập từng cơ bản. Nếu mà chúng ta ý đã các bạn đã yếu nhịp rồi, sai nhịp rồi mà chúng ta không chịu tập nhịp, chúng ta bỏ qua cái công đoạn nghe nhịp tập nhịp thì chúng ta không có chơi được gì ha, nó cứ sai hoài không có được nha. Rồi cố gắng tập câu này, không bỏ qua câu này là không được á. Ừ. Giống như nó cũng như chiếc chìa khóa để các bạn giúp các bạn chơi được mở cánh cửa âm nhạc ha. Nếu mà chìa khóa thì chúng ta không làm được cái chìa khóa này, chúng ta không mở được cánh cửa là ok, cũng được âm nhạc của bạn coi như là dừng ở cánh cửa đó thôi, chứ chúng ta không vô bên trong được. Ok ha, bây giờ các bạn hiểu ha. Rồi, bye bye mọi người ha, chúc mọi người sức khỏe. Bỏ gì thắc mắc nhầm nhà cứ gọi trực tiếp cho đường Khải Quốc Sư hoặc là 0772 621 622 ha. Rồi, ok, các bạn có sức khỏe. Mọi người nhớ đăng ký kênh này để gặp những video tiếp theo của Trần Cảnh nha.